Các bác nha. Sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác đấy, về cái gáo đẩy vữa chát tường. Đây là bằng inox các bác nhá. Hàng xịn sò đấy. Nó sẽ có cứ 1 cm khi bác đẩy vỡ lên tường. Đây. Nó cứ 1 cm rất là rất phẳng luôn. Đấy. Rất ok, hỗ trợ các bác bên xây dựng làm thợ hồ chát vữa ở tường rất là nhanh và hiệu quả luôn. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhá. Số điện thoại để trên màn hình. Em hỗ trợ giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Đấy.